khi các bạn nhận một cái dữ liệu mà từ người trước chuyển sang á, nghĩa là các bạn vào một công ty bất kỳ nào đó và các bạn được nhận lại một cái dữ liệu, thì lúc này các bạn sẽ phải nhận các file, ví dụ như là tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, tổng nợ công nợ phải trả nhà cung cấp, rồi tổng hợp tồn kho, rồi tài sản cố định, công cụ dụng cụ, được chưa? Vậy bây giờ tất cả những cái file này làm sao mà các bạn nhập đầu kỳ vào được, tại vì nó rất là tốn thời gian, nên là hầu như các bạn sẽ import từ Excel vào chứ không nhập tay từng bút toán nha, tại vì ít thì các bạn nhập được, nhưng mà nhiều thì làm sao các bạn nhập được, đúng không? Vậy bây giờ để các bạn import vào file Excel thì các bạn sẽ làm bằng cách nào? Nó sẽ có hai cách. Cách một là các bạn sẽ lấy file trực tiếp từ phần mềm luôn. Để import vào thì các bạn sẽ làm như thế nào? Vào tệp này, rồi nhập khẩu từ Excel. Sau đó nó sẽ có cái file danh mục ở đây này mà các bạn. Các bạn muốn import danh mục nào thì tích vào cái danh mục đó đây, xong rồi nhấn tải dữ liệu về. Muốn import nhà cung cấp thì tích vào nhà cung cấp, sau đó tải dữ liệu về. Muốn import nhân viên thì nhấp vào nhà nhân viên, sau đó nhấn tải dữ liệu về. Muốn import vật tư hàng hóa thì nhấp vào vật tư hàng hóa, tải import về. Nhưng thực ra khi các bạn nhập một cái dữ liệu về, có ai cho các bạn sẵn cái file danh mục này không? Các bạn nghĩ là có ai cho sẵn các bạn cái file danh mục này không? Rồi, phản hồi giúp cô nào. Các bạn nghĩ là người ta có cho các bạn file danh mục không? Các bạn phản hồi vào chung cung chat giúp cô nào, để cô biết là các bạn còn ngồi trong lớp ấy. Khi các bạn nhận một dữ liệu bất kỳ, có ai cho các bạn file danh mục không? Huệ đang kêu không nè. Thắm với là Yến thì nghĩ sao? Người ta có cho các bạn file danh mục không? Có khả năng. Còn Yến thì sao này, người ta có cho file mình file danh mục không? Còn ngồi trên lớp không? Không, đúng rồi. Thực ra là có những trường hợp những công ty nó đã có sẵn cái mã nhà cung cấp ở đây này, được không? Hoặc là có vài công ty người ta có file danh mục riêng luôn, nhưng mà hầu như cái số lượng công ty có file danh mục riêng cho các bạn là rất là ít. Nên các bạn sẽ khai thác nó dựa vào file gì? File chi tiết công nợ phải trả, file chi tiết công nợ phải thu và file tổng hợp tồn kho. Thì các bạn sẽ lên được danh mục. Cô ví dụ cô có một cái file công nợ như này này, người ta gửi cho cô một cái file công nợ như này, hoặc là gửi cho cô một cái file không phải công nợ chi tiết mà nó chỉ là file công nợ tổng thôi. Nó là file công nợ 131 ở đây này, 331. Đây cô ví dụ người ta cho các bạn sẽ có một cái file như vậy này. Thì lúc này các bạn sẽ lấy số liệu ở đâu để các bạn làm vào? Các bạn sẽ lấy giúp cô là cái số dư cuối kỳ á, được không? Để các bạn import vào phần mềm. Và cái mã nhà cung cấp ở đây này, nếu mà người ta cho sẵn rồi thì các bạn có sẵn rồi. Vậy thì bây giờ bước đầu tiên khi các bạn có những cái file tổng hợp công nợ phải trả này, tổng hợp công nợ phải thu này, tổng hợp tồn kho, thì nó đã có sẵn cái file ở bên đây này. Các bạn nhìn cái này, nó chính là cái phần danh mục này. Các bạn có thể khai thác được nó, được không? Đây nó chính là phần danh mục của các bạn đây. Hãy khai thác nó. Vậy làm sao để cô khai thác được nó? Thì cô sẽ import nó vào luôn. Và các bạn để ý giúp cô này, danh mục thì có hai cái gì quan trọng? Các bạn nghĩ hai danh mục thì danh mục nhà cung cấp, nhà khách hàng thì còn cần nhất là cái gì? Rồi thử chat và khung chat giúp cô nào. Danh mục là không có số tiền, chưa có số tiền đâu. Đúng rồi, quan trọng nhất là phải có mã nhà cung cấp với tên. Vậy các bạn thấy là trong cái file công nợ mà người ta gửi cho cô này, năm 2021 này, thì nó đã có mã nhà cung cấp với tên nhà cung cấp rồi. Vậy các bạn sẽ khai thác được hai cái cột này, được chưa? Các bạn sẽ import nó vào phần mềm bằng cách như sau. Các bạn làm theo cô cho nó nhanh nhá. Không cần phải tải file mẫu của phần mềm về đâu, mà lấy một file bất kỳ nào cũng được hết á. Đây này, các bạn đếm giúp cô này. Dòng số 1 này, dòng số 2, dòng số 3 và dòng số 4, nó có thông tin gì không các bạn? Nó chỉ là cái cột tiêu đề thôi, được không? Cùng lắm là đến cái dòng số 3 với dòng số 4 nó có thông tin cho các bạn khai thác này, là mã nhà cung cấp với tên nhà cung cấp. Lúc này cô sẽ bỏ đi này. Cô copy mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp xuống dòng dưới đi. Ý là mấy cái ô cộng gộp này các bạn phải sửa lại nhá. Sau đó các bạn sẽ import vào cái danh mục bằng cách như sau này. Lưu cái file này luôn nhá. Ý là không có cần phải sửa cái gì đâu, tại vì nó cực mình lắm. Chỉ cần để ý giúp cô cột nào là cột tiêu đề, cột số 1 cột tiêu đề, cột số 2 cột tiêu đề, cột số 3 cũng là cột tiêu đề luôn. Vậy khi import vào phần mềm các bạn sẽ xử lý như sau. Vào tệp này, nhập khẩu dữ liệu từ Excel này. Sau đó các bạn sẽ chọn giúp cô là danh mục. Và các bạn đang import là nhà cung cấp thì sẽ chọn nhà cung cấp. Chọn đến file giúp cô. Nhà cung cấp của cô là 331, được chưa? Rồi lúc nãy cô nói với các bạn là có 3 dòng đầu tiên là dòng tiêu đề, bắt đầu từ dòng số 4. 1 này, 2, 3 dòng tiêu đề, nhấn tiếp theo. Lúc này phần mềm nó sẽ bắt các bạn ráp này. Nó là cái file nào ở trong cái phần dữ liệu của các bạn. Nè các bạn thấy không? Mở file Excel ra lại này. Tại sao nó chỉ ra có A thôi, A, B, C mà nó không ra cái gì hết? Đây, cái dòng đầu tiên của này của các bạn này là dòng số 4. Vậy nó phải bắt đầu từ dòng số 4, được không? Cô đang chọn số 3 này. Nên chọn số 3 thì nó đang hiểu ở trên đây này. Nó không có thông tin gì để nó cho lấy hết á. Nó phải bắt đầu từ dòng số 4 này. Rồi, cô import lại. Cô sẽ quay trở lại. Cô chọn bắt đầu từ dòng số 4. Nhấn tiếp theo.
Lúc này nó có ráp được mạng nhà cung cấp với khách hàng này. Các bạn cần là cái gì? Mạng nhà cung cấp với nhà khách hàng. Bây giờ mạng nhà cung cấp có rồi, mạng khách hàng có rồi, thì lúc này thực hiện giúp cô là tiếp theo, để nó import danh mục. Vì của cô đã tồn tại rồi nên là cô sẽ không import được, được không? Còn khi các bạn chưa có thì các bạn sẽ import được. Tương tự nhà cung cấp khách hàng các bạn cũng làm tương tự luôn. Nếu các bạn có sẵn một cái file như này này, các bạn sẽ đếm cái dòng của nó thôi nhá, không có cần phải tạo mới file hay làm gì đâu, cực lắm. Các bạn chỉ cần đếm xem cái dòng tiêu đề của nó là dòng số mấy này. 1, 2, 3, bắt đầu từ dòng số 4 là mình có thể import được rồi. Và mấy cái ô gộp này thì gộp nó về một ô thôi này. Để lấy cái thông tin và các bạn cần lấy xuống dưới này, mã hàng này, lấy xuống dưới này, tên khách hàng lấy xuống dưới này. Rồi, bây giờ bắt đầu mới ráp vào, nhấn CLS nó lại. Rồi, import nó vào, vào tệp này, nhập khẩu từ Excel này. Rồi bắt đầu vào danh mục khách hàng, chọn tệp, tệp cô vừa lưu là 131. Rồi nhấn tiếp theo. Này thấy không, cô không có chọn này. Nó có cái gì không bác à? Cột số 1 không có cái gì để các bạn ráp hết. Có cái gì đây? Đọc cái này làm gì có cái gì để ráp, được không? Bắt đầu sang cột số 2 có cái gì để ráp không? Không có cái gì để ráp luôn, tại nó là cột tiêu đề mà. Rồi bắt đầu lại qua cột số 3 có cái gì để ráp không? Nó cũng không có luôn, nó vẫn là cột tiêu đề. Bắt đầu sang cột số 4 thì các bạn mới bắt đầu có cái để ráp này. Lúc này phần mềm có một vài cái mà nó có hiểu, phần mềm có hiểu nó tự nhảy lên luôn này. Các bạn nhấn tiếp theo, lúc này các bạn sẽ import được. Tương tự như danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục vật tư các bạn cũng import y chang luôn. Và nhớ đếm giúp cô là cái file của người ta gửi cho mình á, nó có cái cột. Nếu mà danh mục vật tư thì nó quan trọng là cái gì? Mã vật tư và tên vật tư. Chỉ cần có mã vật tư và tên vật tư các bạn đã import được rồi, thì các bạn cũng đếm dòng tiêu đề giúp cô, sau đó import. Rồi các bạn thử làm giúp cô xem nào. Ví dụ như cái cột của nó không sát cái mép đấy như cột của cô, như cột A thì sẽ chọn như nào ạ? Cô chưa hiểu ý Thắm. Thắm ơi, em thử làm một cái ví dụ cô xem thử nào. Tức là cô mở giúp em cái file của cô ra. Đây cô có gửi trong group Zalo á, các bạn tải group Zalo về. Tức là cái cột mã khách hàng thì nó là cột A và cột B, tức là hai cái cột này. Thì nếu như nó không phải là cột AB mà nó cột CD thì làm nào? À, cột CD đúng không? Rồi, cô ví dụ nó không nằm ở cột AB mà nó nằm cột CD đúng nhỉ? Rồi, mở file Excel lên cho cô nào, mở file Excel lên. Làm thực tế luôn để cho nhớ. Đây, cho cô mình chuột nào. Excel. Rồi, bây giờ nó đang nằm ở cột CD này, cô xóa cái dòng AB đi nhá. Rồi, nó đang nằm ở cột CD này. Lúc này em phải sửa nó thành ở đây là cột mã này. Ý là tại sao phải sửa cái này, để sửa vào để cho mình biết mà mình import từ cái dòng số bao nhiêu, được không? Để ý giúp cô, dòng số 1 bỏ, dòng số 2 bỏ, tiêu đề, dòng số 3 cũng bỏ luôn, dòng số 4 mới bắt đầu chứa thông tin mình ráp này. Lưu lại nhá. Phần mềm nó không có quan trọng là các bạn đang nằm ở cột C, cột D gì đâu, nó chỉ quan trọng cái tiêu đề của nó là gì thôi. Vào tệp này, nhập khẩu từ Excel này, chọn chứng từ này, chọn danh mục này. Danh mục khách hàng đi, cô ví dụ là danh mục khách hàng. Rồi file của em lúc nãy là file 331 hay 131. File 131 thì danh mục khách hàng. Rồi được chưa?